Cặp lo này không kèm amply. Đây, em sẽ để lưới lo đẹp quá chèn đẹp luôn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ đưa ra bên hông. Đây là bên hông của lo nha. Hình thức rất là ok, quá đẹp. D5M10 này gồm có thiết kế lo là hai bát, một trép cực kỳ độc đáo. Hình thức thì rất là đẹp. Đây là bên hông xung quanh đó. Chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang của cả cặp lo là 16 cm một lo, là cả cặp là 32 cm. Công suất là 100W một thùng, 200W một cặp lo. Chạm của lo là sắt bắp chuối, cực kỳ sang trọng và chuyên nghiệp. Đây, đề năng USC-M10 trợ kháng 6 ohm, 200W trên một cặp, tức là 100W một thùng. Chạm là sắt bắp chuối như vậy, quá đẹp. Cặp lo này đẹp khỏi chơi, các bạn mà để cho phòng nhỏ là 25-30m2 đảo lợi. Sử dụng cặp lo này là mê ly, thật sự là rất đẹp. Đây, quá đẹp đúng không? Em đang mượn cái amply của anh Kyo Mini Test nè. Quá xuất sắc. Thì cặp lo này mình có thể ghép với amply mini, amply xoay trung tầm từ 50 đến 120W đào lợi thì ok. Đây là hàng nội địa Nhật nha, 2 bát 1 trép. Chất lượng thì mình vừa nghe rồi, chắc ông quá ok. Đề nông mà, đề nông là khỏi bàn về chất lượng. Nếu mà các anh nào mua cặp lo này thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0931 008 099, để bên em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau và chốt hàng cho các anh nha. Bây giờ mình nghe một đoạn clip test qua nhạc không lời. Mua hàng thì liên hệ em nha.